Hello, xin kính chào anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong video bất động sản ngày hôm nay trên kênh Điện Thoại Tây Ninh, và em là Hoàng. Hôm nay thì giới thiệu cho anh chị một cái miếng đất có nhà cửa và hệ thống chuồng trại phù hợp cho anh chị nào có nhu cầu mua nhà có sẵn và có chuồng trại để chăn nuôi gà, vịt, cút và là các loài gia cầm khác nha. Thì ngày hôm nay Hoàng đang đứng tại vị trí là ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để giới thiệu miếng đất của chị Loan. Thì sau khi anh chị xem hết video này, có nhu cầu mua thì xin hỏi chính chủ với chị Loan qua số điện thoại góc trên màn hình 0949 133 261. Và đây là miếng đất có nhà và hệ thống chuồng trại. Diện tích đất ở sau rất là lớn nha anh chị. Diện tích ngày hôm nay là gần 4 công rưỡi đất. Đó, nguyên một khu viên đất của mình. Hướng này chạy thêm khoảng độ 700-800 mét nữa sẽ đụng cung đường DT796. Đây là một trong những cung đường lớn thuộc cái huyện Châu Thành. Còn bên đây chạy ra thì sẽ đụng đường nhựa, sau đó quẹo trái là về ngay cái chợ Long Vĩnh, ủy ban nhân xã và mặt tiền đường DT786 nha anh chị, đường liên huyện. Đường này thì đất đỏ, lộ giới hoạch là 20 m. Video nào cũng vậy, thì bây giờ Hoàng sẽ cho anh chị xem được cái sổ hồng chính chủ mà chị Loan đã gửi hình cho em. Đây, đây là mặt bên thông tin quyền sổ của mình. Vị trí nằm tại là ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, Tây Ninh. Vị trí này là cách ngoài đường DT796 mà lúc bắt đầu Hoàng nói á, chạy từ nhà ra quẹo tay phải là khoảng độ 7 đến 800 mét thôi sẽ đụng đường DT796. Còn về ủy ban dân xã Long Vĩnh và chợ Long Vĩnh ở mặt tiền đường 786 liên huyện là chỉ khoảng độ 2 cây số thôi nha anh chị, cũng khá là gần. Vị trí này là vị trí quy hoạch khu dân cư và đất của mình đã có thổ cư nha. Về Sài Gòn là khoảng độ 75 cây thôi anh chị, tương đối khá gần. Tổng diện tích của lô đất ngày hôm nay là 4.494,6 mét vuông. Đấy, chỉ còn khoảng mấy mét vuông nữa thôi là đủ 4 công rưỡi đất rồi. Và trong đây đã có sẵn đến 60 mét vuông thổ cư phù hợp cho anh chị có thể xây dựng nhà cửa công trình. Và đây là đất nông thôn anh chị, mình có thể xây lớn hơn diện tích này vẫn là bình thường nha. Còn lại toàn bộ là đất trồng cây hàng năm khác. Rồi, tiếp theo thì xin mời anh chị qua xem được cái hình dạng trên sổ sẽ rõ ràng hơn khi thực tế đi ngồi bên ngoài nha. Đây, đây là hình dạng trên sổ của mình anh chị. Tiếp giáp cái phần mặt tiền đường á là đường đất nè anh chị. Đấy, đường đất đỏ. Và hướng của đất này là hướng Tây Bắc. Tiếp giáp phần mặt tiền đường là 10 m. Sau đó thì có hệ thống nhà ở nè, toilet nằm ngoài. Rồi nguyên một cái nhà xưởng dài theo cái 10 m này dài xuống khoảng hơn 100 m. Nó sẽ nở ra nguyên một cái động đất ở phía sau anh chị, làm như là hình chữ T, nó không cân đối nha. Đấy, ở phía sau là cái mặt đất của nó nở ra gần 41 m là chị, so với mặt tiền là 10 m. Nguyên cái động này là phù hợp cho mình đập nguyên một cái mảnh vuông, có đường vô xe hơi chạy vô ra thoải mái anh chị. Rồi, để rõ hơn xin mời anh chị xem được cái hình vệ tinh Google Map này. Đây, Hoàng đã vẽ lại cho anh chị dễ nhìn nè. Đầu tiên là mình nhìn xung quanh cái lô đất, nhà cửa dân cư tập trung khá là đông nha anh chị. Về chợ, về trường học chỉ trong vòng bán kính khoảng độ 2 đến 3 cây số thôi, đầy đủ tiện ích. Nói về cái thế nghỉ dưỡng thì lô đất ngày hôm nay phù hợp cho anh chị mua. Nếu mà không thích cái công trình hiện tại trên đất, mình có thể đập ra và xây những căn biệt thự, những căn nhà nóc Thái, nóc Nhật bình thường trên lô đất này. Còn nguyên một khoảng diện tích sau chị thấy đó, rất là rộng lớn luôn. Cho nên là cái mặt tiền là 10 m, nhưng mà hình thành bên trong lên đến gần 4 công rưỡi đất nha. Rồi xin nhắc lại là cái phần mặt tiền đường tiếp giáp đó anh chị. Cái đường là hoàng vẽ màu đỏ đấy. Phần tiếp giáp mặt đường của mình là 10 m nè. Rồi tiếp tục dài vào chưa tới cái phần nở nha. Hai bên, một bên là dài xuống 100 m, một bên dài xuống là 110 m. Sau đó thì cái bên 100 m anh chị, nó sẽ nở ra là 10 m. Rồi kéo dài xuống 87 m phía dưới nè. Còn bên cái cạnh dài xuống 110 m thì nó sẽ nở ra dài hơn là 20 m. Rồi nó kéo xuống 77 m nè anh chị. Cuối cùng là cái đích nó ra anh chị thấy là 41 m, gấp 4 lần so với mặt tiền đường. Trên đây thì cái phần ở phía sau anh chị là hiện tại là đang là đất trống nha. Đây mặt tiền từ đây nè qua tới đây là 10 m. Cạnh này dài xuống là 110 nè, nở ra 20, dài xuống 77 ha. Đó, đích là 41. Bên đây dài lên 87 và 10, rồi sau đó là 100 nha anh chị. Nói chung thì toàn bộ ranh giới màu hoàng độc nãy giờ á, ở ngoài đều có hiện trạng cấm trụ rõ ràng hết rồi. Chỉ chưa việc là kéo kẽm gai thôi ha, hoặc là kẽm 50. Nguyên một cái sân trước chủ đã cán bê tông nè. Từ đây qua tới cái trụ ngắn bên đây đúng là 10 m luôn nha anh chị. Và có xây nguyên một cái đường gạch móng ở phần trước nè, dài xuống. Bên đây thì chí mía cái xi măng sân trước rồi, sát với cái nhà này luôn. Đây là khoảng sân trước chủ cán bê tông luôn một cái căn nhà nhỏ này, cách một khoảng trống rồi sẽ đến cái hệ thống chuồng trại rất là kiên cố nằm phía sau.
mọi thứ đều như mới hết nha. Bên hông đây còn lại cũng khoảng độ là 5 đến 6 mét anh chị, để lên đi lên đi xuống nha. Đó, cái này thì chủ sẽ để lại toàn bộ nhà cửa, chuồng trại trên đất. Còn những cái đồ vật cá nhân, kỷ niệm người ta thì sẽ lấy đi hết nha anh chị. Như là tủ lạnh nè, máy giặt nè, tivi, rồi giường bọng này nọ nha chị. Nói chung những đồ này so với giá trị đất thì không có lớn. Đấy, chỉ giao nhà, chuồng trại cho mình và đất cho mình thôi. Rồi, đó là căn nhà nhỏ bên trong. Xây với diện tích cũng khoảng độ 15m2. Ở sân trước đã cán bê tông, mặt tiền là 10m anh chị. Còn từ cái trụ đó đi theo men với cái nền nhà của mình, thẳng xuống cái phía dưới nha. Bên đây thì xây chí mí luôn đó. Rồi, tiếp theo thì xin mời anh chị đi cùng Hoàng xuống tham quan cái chuồng trại ở phía sau. Nó kiên cố và chất lượng như thế nào. Đấy, cái này là chủ sẽ để lại hết trên đất cho mình. Bên phải đây là có cắm những cái trụ rồi nè anh chị, ranh giới rõ ràng ổn định ha. Anh vì việc về là chỉ xây nền móng rồi kéo kẽm thôi. Đó, nguyên một khoảng không đây. Ở đây là cái cửa để đi vào cái chuồng trại bên trong nè anh chị. Toàn bộ là làm sắt thép hết. Ở trên là cũng có cách nhiệt luôn. Đó, cạnh này dài xuống nè anh chị. Rồi, nguyên một khoảng không đây là nối liền với cái căn nhà nhỏ phía trên nè. Bà chủ cũng đã làm máy ở trên rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tham quan cái hệ thống chuồng trại này nha. Hệ thống chuồng trại này thì cũng đã nâng nền nè, rồi xây gạch kéo kẽm B40 toàn bộ tứ phía hết. Đấy. Ở bên trong đây thì chủ cũng sẽ để lại cho mình những cái cải này luôn nha anh chị, những cái chuồng ở trong đấy. So với giá trị đất một tí, Hoàng sẽ nói cho anh chị cái giá mà chủ kêu bán. Thì cái hệ thống chuồng trại như thế này đang nằm ở trên đất chủ để lại luôn. Thật sự cái giá trị của nó rất là rẻ so với cái giá trị mà bây giờ nếu mà anh chị gầy nên như thế này ha. Đó, anh chị vào là chăn nuôi liền luôn rồi. Chuồng này thì chăn nuôi gà đá nè, gà ăn thịt hoặc là cút và vô vàng các loại gia cầm và các loại bò sát khác mà anh chị có thể chăn nuôi. Toilet thì nằm riêng ở ngoài nha. Bây giờ thì Hoàng sẽ đi cái cổng ở phía sau nè, vô chuồng trại quay kỹ cho anh chị xem một lần nữa. Đó, nó có hai dãy chuồng nha anh chị. Chuồng này là theo chủ chia sẻ là giai đoạn trước chủ nuôi cút nha, năng suất cũng khá là cao. Lý do tại sao mà bán toàn bộ miếng đất rất là đẹp như thế này, có chuồng trại và nhà cửa, vì lý do là xây nhà cửa và chuồng trại như thế này để nghỉ dưỡng chăn nuôi. Chăn nuôi thì chủ sẽ mướn người nha, nhưng một phần là lý do kẹt tiền để xoay sở kinh tế làm ăn, và một phần nữa thì hiện tại cái nguồn thức ăn và cũng như là nguồn giống những cái con vật nuôi trong đây nó khá là mắc, chi phí tốn kém, nuôi nó không có lời nhiều, cho nên là chủ kêu bán để rút tiền ra nha anh chị. Toilet và bồn tắm nằm ở phía ngoài nè, những cái phần này thì chủ sẽ để lại cho mình hết luôn nha. Máy giặt thì chủ lấy đi. Hiện tại mình đi qua toilet này là anh chị nhìn trên cái hình vệ tinh màu hoàng vừa nốt lên đó. Mình vẫn còn đi trên cái khúc mặt tiền từ 10m kéo dài xuống là 100 đến 110m nha anh chị. Chưa qua đến nguyên một khúc đất nở phía sau đâu. Còn khoảng độ 10 đến 20m nữa là mới tới cái trụ nở nguyên một cái bụng đất ở phía sau nha anh chị. Đây, anh chị thấy hai cái trụ hai bên đấy là tới cái khúc nở rồi. Cái này nè và cây đây nè, nó sẽ nở qua bên. Mặt tiền thì mình đã nắm rồi ha. Bề ngang 10m. Cạnh bên đây là 110, bên ngay là 100. Đó, dàn ngoằn xuống tới đây. Tới khúc này. Góc bên trụ này nè anh chị, sẽ nở ra 10m nữa nè. Giáp với cái vườn cao su nhỏ. Rồi từ đó kéo dài xuống cái đám tre ở phía sau là rất là dài luôn nha chị. 87m. Cái đít nở ra là 41. Cái này dài lên là 77. Và từ đó qua tới đây là 20m nè. Cạnh này cuối cùng là 110m lên tới phía trên. Xung quanh nền đất gò cao ráo, phù hợp trồng cây ăn trái nghỉ dưỡng, không có màu mã gì trong đây nha. Ở đây là chủ xây cái khu vực để cái giếng nước đó anh chị. Đó. Nói chung nền đất ở phía sau khá là đẹp, chưa có trồng trọt gì trên đây hết. Những cái nền đất anh chị mà hiện tại chưa trồng trọt á, khi mình trồng những cái vụ đầu cây trái nó rất là sung và tươi tốt nha. Đó, bên đây nè, kéo dài qua 20 tới cái trụ bên đó. Rồi từ cạnh đó sẽ kéo dài xuống là 77m. Bò qua cái đít là 41. Bên đây dài lên là 87. Cạnh này 10 và cái này dài lên đúng 100m luôn.
cũng khá là dễ hình dung nha anh chị. Ban đầu Hoàng đã cho anh chị xem được cái vệ tinh rồi đó, cho nên là nhìn bên ngoài rất là dễ luôn. So với hiện tại, nếu mà 4 công rưỡi đất này tiếp giáp mặt tiền đường từ 20m trở lên đi, thì anh chị thấy là giá trị của nó sẽ gấp đôi rồi, không tính cái cục đích đất phía sau nha. Tuy nhiên phần của mình là tiếp giáp 10m, rồi nguyên một cái phần diện tích đất gần 4 công rưỡi đấy, nó sẽ dồn vào phía sau, cho nên là cái giá trị để anh chị mua miếng đất này nó sẽ giảm xuống nha anh chị. Đúng như những cái câu anh em nói là tiền ít mà thịt nhiều đấy. Bây giờ thì bắt đầu từ vị trí miếng đất này, mình sẽ di chuyển ra ngoài cái chợ Long Vĩnh và đường DT786 để cho chị xem nha. Từ vị trí mình vừa xuất phát, di chuyển theo cái hướng này, chạy chỉ khoảng 300m thôi sẽ đụng cái góc ngã tư đường nhựa nha. Còn chạy ngược cái hướng này lại như ban đầu Hoàng đã nói, sẽ đụng cái đường lớn DT796, quy hoạch lộ giới là 45m, để chạy thẳng về ngã tư Long Vĩnh cũng như là trung tâm của thị trấn Châu Thành. Đây đường nhựa này nè, mình sẽ quay sang trái theo hướng này, chạy thêm khoảng độ là 1,5 cây số nữa thôi sẽ đụng ngay cái chợ Long Vĩnh phía ngoài nha anh chị, cũng tương đối khá gần với lô đất của mình. Xin nhắc lại là anh chị có nhu cầu mua sau khi xem hết clip này thì liên hệ với chị Loan là chủ đất, số điện thoại góc trên màn hình 0949133261 nha. Đây là văn phòng ấp Long Châu, vị trí đất của mình anh chị đây. Bây giờ thì là phần quan trọng nhất, Hoàng sẽ báo cái giá mà ngày hôm nay chị Loan đang kêu bán toàn bộ đất, nhà ở và nhà xưởng để lại toàn bộ cho anh chị. Chỉ lấy đi những cái đồ vật kỷ niệm thôi, với tổng giá trị là 1.550.000.000. Và giá này thì theo chị Loan chia sẻ là chỉ còn thương lượng bớt lọc thôi anh chị, bởi vì chị đã bán với cái giá là lỗ hơn so với cái giá mua cách đây một năm rất là nhiều rồi. Cho nên là anh chị nào có nhu cầu mua thì thiện chí liên hệ với chị nha. Hơn nữa thì anh chị có thể xuống khảo sát với giá trị đất hiện tại trên con đường này, thì anh chị cũng sẽ thấy được là chủ đã đầu tư nhà cửa rồi hệ thống chuồng trại thế này, so với giá cao giá bán thật sự rất là hợp lý nha anh chị. Anh chị có thể khảo sát thực tế khi mà gặp chị Loan xuống xem đất. Đây là cái góc ngã tư đèn xanh đèn đỏ, ngay chợ Long Vĩnh anh chị. Đấy, quẹo trái là đụng chợ Long Vĩnh liền về thành phố Tây Ninh, còn quẹo phải theo hướng này là về trung tâm thị trấn Bến Cầu và về Sài Gòn, cách Sài Gòn 75 cây. Mọi nhu cầu chi tiết muốn mua đất này xin liên hệ với chủ đất là chị Loan, số điện thoại góc trên màn hình 0949133261. Đồng thời nhân video này thì anh chị nào có nhà đất cần bán gấp tại Tây Ninh có thể liên hệ trực tiếp với Hoàng qua số điện thoại là 0981877139 góc dưới màn hình, để Hoàng có thể trao đổi các phương án cho anh chị ra hàng mau nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong video sau về nhà đất tại Tây Ninh trên kênh Điện Thoại Tây Ninh.